Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 17 tháng 4. Người dân Palestine nói, xe tăng Israel tiến về phía bắc Gaza, chiến đấu cơ tấn công Rafah. Liên Hợp Quốc cho biết, Israel vẫn áp đặt các hạn chế bất hợp pháp đối với viện trợ Gaza. Ukraine nâng cấp tầm bắn tên lửa Neptune lên tới 1.000 km. Hạm đội Biển Đen của Nga gặp rủi ro. Tổng thống Zelensky, Ukraine không có cơ hội chiến thắng khi thiếu đạn pháo và viện trợ của Mỹ. Đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga-Trung Quốc không tán thưởng hành vi xấu của Triều Tiên. Thủ tướng Đức nói, không muốn tách rời khỏi Trung Quốc nhưng cần phải cải cách, cơ cấu và hợp tác. Nga, Kazakhstan vật lộn với thảm họa lũ lụt dọc sông Siberia. Apple sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 17 tháng 4 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các bác sĩ và người dân ở dải Gaza cho biết, ngày 16 tháng 4, xe tăng Israel đã quay trở lại các khu vực phía Bắc, khu vực này mà họ đã rời đi vài tuần trước. Trong khi chiến đấu cơ không kích vào Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở phía nam lãnh thổ, giết chết và làm bị thương một số người. Người dân và cơ quan truyền thông của nhóm chiến binh Palestine Hamas cho biết, xe tăng đã tiến vào Beit Hanau và bao vây một số trường học nơi các gia đình phải di rời đang trú ẩn. Một người dân nói với hãng thông tấn Reuters, lực lượng chiếm đóng đã ra lệnh cho tất cả các gia đình ở trong trường học và những ngôi nhà gần đó, nơi mà xe tăng tiến tới, phải sơ tán, binh lính đã bắt giữ nhiều người đàn ông. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết lực lượng của nước này tiếp tục hoạt động ở trung tâm dải Gaza và đã tiêu diệt một số tay súng cố gắng tấn công họ. Lực lượng này tuyên bố, hơn nữa, trong ngày qua, các chiến đấu cơ và máy bay của lực lượng phòng vệ Israel đã phá hủy một bệ phóng tên lửa cùng với hàng chục cơ sở hạ tầng, đường hầm của bên khủng bố và các khu dân sự nơi những kẻ khủng bố có vũ trang của Hamas ẩn náu. Sau 6 tháng giao tranh, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ bước đột phá nào trong các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Israel và Hamas vẫn nhất quyết bảo vệ lập trường của mình. Trong một động thái khác, ngày 16 tháng 4, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết Israel vẫn đang áp đặt các hạn chế bất hợp pháp đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Gaza, bất chấp những tuyên bố từ Israel và nhiều nước khác rằng các hạn chế đã được nới lỏng. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã biến phần lớn dải Gaza thành vùng đất tan hoang, khiến hàng trăm nghìn người phải di rời và chen trúc ở những góc phía nam của vùng đất này. Số lượng viện trợ hiện được đưa vào Gaza đang gây tranh cãi, trong đó Israel và Washington cho biết dòng viện trợ đã tăng lên trong những ngày gần đây, nhưng các cơ quan của Liên Hợp Quốc lại cho biết rằng nó vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Bà Ravina Samdasani, người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva, Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế bất hợp pháp đối với việc tiếp cận và phân phối viện trợ nhân đạo, đồng thời tiến hành phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên diện rộng. Israel phủ nhận việc cản trở việc cứu trợ nhân đạo cho Gaza. Nước này đã phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng trong việc đưa thêm hàng hóa vào dải Gaza kể từ khi tấn công một đoàn xe viện trợ vào ngày 1 tháng 4, khiến các nhân viên cứu trợ quốc tế thiệt mạng. Bà Samdasani nói thêm, không bao giờ được phép tấn công những người cung cấp hoặc cố gắng tiếp cận viện trợ nhân đạo. Chuyển sang những tin tức liên quan đến chiến trường Đông Âu. Ngày 16 tháng 4, theo báo Newsweek của Mỹ, Ukraine sẽ tăng cường sản xuất số lượng tên lửa Neptune lên gần gấp 10 lần trong năm nay, đồng thời tăng tầm bắn của tên lửa nội địa này. Egypt đang phải vật lộn với việc duy trì kho dự trữ tên lửa tầm xa và nhịp độ tấn công liên tục vào hạm đội Biển Đen của Nga. Ông Jim Hammond, Mara Ratman và Roger Zakhai, thành viên Ủy ban Chiến lược Quốc phòng của Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết Ukraine sẽ tăng gấp 10 lần số lượng tên lửa Neptune mà nước này đang sản xuất vào năm 2024. Các thành viên của Ủy ban này nói, trong năm tới Neptune sẽ tăng tầm bắn lên tới 1.000 km, mở đường cho các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga. Tên lửa Neptune của Ukraine được cho là nổi tiếng nhất trong vụ đánh chìm tàu Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 4 năm 2022. Tên lửa Neptune dựa trên thiết kế tên lửa KH-35 từ thời Liên Xô và được so sánh với tên lửa Harpoon của quân đội Mỹ. Việc tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ khiến các tài sản quan trọng của Nga gặp rủi ro hơn nữa. Egypt đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Storm Shadow và SCALP từ Anh và Pháp,
cũng như hệ thống tên lửa chiến thuật của đội do Mỹ sản xuất. Nhưng những kho dự trữ tên lửa này rất khan hiếm. Một tài khoản tình báo nguồn mở viết trên mạng xã hội X rằng có thêm nhiều tên lửa Neptune trong nước sẽ cho phép Ukraine bắn trúng tàu Nga ở khoảng cách xa hơn. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Plettenchuk cho biết vào cuối tháng 3 rằng Kyiv đã tấn công tàu Konstantin Osansky, một tàu đổ bộ cũ của Ukraine bị Nga chiếm khi Moscow sắp nhập Crimea vào 10 năm trước bằng tên lửa Neptune. Ông Oleksiy Danilov, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết một tên lửa mới hoàn toàn hiện đại với hoạt động hoàn hảo đã hạ gục hệ thống phòng không của Nga ở phía tây Crimea vào cuối tháng 8 năm 2023. Một quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên nói với The Wall Street vào thời điểm đó, Ukraine đã sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa Neptune. Vị quan chức này nói thêm, cuộc tấn công được thực hiện 100% bằng Neptune với phiên bản mới. Chuyên gia tên lửa Lan William nói với Newsweek vào đầu tháng 9 năm 2023. Trong một thế giới công nghệ, các nhiệm vụ tấn công mặt đất không phải là cách sử dụng tốt nhất cho tên lửa chống hạm hiện đại, vốn được thiết kế đặc biệt để đánh chìm các tàu chiến bọc thép hạng nặng trên biển. Vào tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là Oleksiy Rednikov cho biết, Kyiv đã phê duyệt một dự án sản xuất tên lửa trong nước có tầm bắn lên tới 1.000 km. Trở lại giữa năm 2021, các báo cáo cho biết một tên lửa có tầm bắn 1.000 km đang được thảo luận và được mô tả có khả năng là một biến thể của Neptune. Quan chức quân sự cấp cao Ukraine Trung tướng Ivan Gariluk cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng công việc đang được thực hiện để tạo ra Neptune tầm xa nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với trang tin tức PBS được đăng tải vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng lực lượng Nga hiện có lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine về số lượng đạn pháo. Ông cho rằng Ukraine không có cơ hội chiến thắng nếu thiếu vũ khí. Tổng thống Zelensky cho biết, hiện nay tỷ lệ đạn pháo của chúng tôi là 1/10. Chúng tôi có thể giữ vững vị trí của mình hay không? Không thể. Trong mọi trường hợp, với con số này, họ sẽ đẩy lùi chúng tôi mỗi ngày. Để bảo vệ 100% những gì chúng tôi kiểm soát, chúng tôi cần chuyển tỷ lệ sang 10/10. Ông Zelensky cũng nói rằng, Nga có số lượng người không giới hạn và rất nhiều đạn pháo mà Ukraine phải chống đỡ và đẩy lùi. Tổng thống Zelensky cho biết, việc thiếu tên lửa phòng không đã khiến Ukraine không ngăn chặn được cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào nhà máy điện lớn nhất khu vực xung quanh thủ đô Kyiv hồi tuần trước. Phát biểu của ông Zelensky phản ánh tình hình khó khăn mà Ukraine đang gặp phải khi Nga tăng cường tấn công vào hệ thống năng lượng của Kyiv. Ông nói trong cuộc phỏng vấn với PBS, có 11 tên lửa đã bay tới. Chúng tôi đã phá hủy 7 tên lửa đầu tiên và 4 tên lửa còn lại. Đã phá hủy Chipilia. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không có tên lửa nào. Chúng tôi đã hết tên lửa để bảo vệ Chipilia. Chipilia là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Kyiv. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, nếu Quốc hội Mỹ không bỏ phiếu về viện trợ quân sự cho Kyiv, thì nước này sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông nói, tôi hy vọng Quốc hội Mỹ đang lắng nghe chúng tôi và sẽ đưa ra quyết định trong những ngày hoặc tuần gần nhất nhưng không lâu hơn thế. Trong một động thái khác, ngày 16 tháng 4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Trung Quốc ngừng khen thưởng hành vi xấu của Triều Tiên cũng như bảo vệ nước này khỏi các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình vũ khí của nước này. Đại sứ Linda Thomas Greenfield đã đưa ra phát biểu trong chuyến thăm khu phi quân sự biên giới được giám sát nghiêm ngặt giữa hai miền Liên Triều. Chuyến đi tới Hàn Quốc của bà diễn ra sau khi Nga phủ quyết gia hạn cho nhóm chuyên gia đa quốc gia giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Đại sứ Thomas Greenfield cho biết, quyền phủ quyết của Nga và lá phiếu trắng của Trung Quốc chỉ trao quyền cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế và che chắn nước này khỏi trách nhiệm giải trình. Bà nói với các phóng viên, việc che giấu sự thật không thay đổi được điều đó, khen thưởng hành vi xấu chỉ khuyến khích điều đó. Chúng tôi kêu gọi Nga và Trung Quốc đảo ngược lộ trình và một lần nữa thúc giục Bình Nhưỡng lựa chọn biện pháp ngoại giao và ngồi vào bàn đàm phán để cam kết đối thoại mang tính xây dựng. Đại sứ Thomas Greenfield cho biết thêm rằng Washington sẽ làm việc với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác tại Hội đồng Bảo an để xem xét một số cách sáng tạo và đột phá nhằm tiếp tục giám sát việc thực hiện, thực thi lệnh trừng phạt và các công việc khác do Hội đồng thực hiện. Sau đó tại Seoul, vị đại sứ Mỹ gặp một nhóm thanh niên đào thoát khỏi Triều Tiên. Bà ca ngợi việc những người này trốn sang Hàn Quốc là can đảm và đầy cảm hứng. Bà Thomas Greenfield nói, một trong những ưu tiên của tôi là nêu lên những hành vi
vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nêu lên và khuếch đại tiếng nói của các vị với tư cách là những người đào thoát. Bà tới thăm Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 4 và gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng như các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Seoul vào ngày 15 tháng 4 để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn các chương trình vũ khí của Triều Tiên và thúc đẩy nhân quyền. Trong một thông tin khác, ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức không muốn tách rời khỏi Trung Quốc nhưng kêu gọi đạt tiến bộ về các vấn đề cơ cấu và cải thiện chất lượng hợp tác. Ông Scholz thăm Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 nhằm thúc đẩy yêu cầu tiếp cận thị trường tốt hơn và tạo một sân chơi bình đẳng cho các công ty Đức cạnh tranh trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi chính phủ của ông đưa ra chiến lược giảm rủi ro vào năm ngoái để tránh phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp ở châu Á. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh EU lo ngại về mối đe dọa đối với các doanh nghiệp châu Âu do hàng hóa Trung Quốc, bao gồm cả xe điện và các công nghệ xanh khác đang tràn ngập thị trường nước này. Ông Scholz tỏ ra thận trọng trong việc đẩy Trung Quốc, một thị trường quan trọng đối với Đức, đồng thời cho rằng EU không nên hành động vì lợi ích riêng của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Scholz, cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Đức phải công bằng. Ngày 15 tháng 4, ông nói với các sinh viên tại Đại học Đồng Tế ở Trung tâm Thương mại Thượng Hải. Tại một thời điểm nào đó, cũng sẽ có ô tô Trung Quốc ở Đức và châu Âu. Điều duy nhất phải luôn rõ ràng là cạnh tranh phải công bằng. Nói cách khác, không có hành vi bán phá giá, không có sản xuất thừa, bản quyền không bị vi phạm. Ngày 16 tháng 4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Đức không phải là một rủi ro mà là sự đảm bảo cho mối quan hệ ổn định và cơ hội cho tương lai. Kính thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters đưa tin, chính quyền Kazakhstan cho biết, tính đến thứ Ba 16 tháng 4, hơn 2.000 ngôi nhà ở khu vực cực bắc của Kazakhstan đã bị ngập, trong khi ở bên kia biên giới, các tỉnh Kugan và Tuyumen của Nga cũng đang phải sơ tán hàng nghìn người do lũ lụt. Theo các quan chức, mực nước tại các con sông ở khu vực Ura và Tây Nam Siberia của Nga, cũng như các khu vực lân cận của Kazakhstan vẫn đang tăng nhanh. Ngày 16 tháng 4, Văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết, Tổng thống Kassim Jomart Tokayev đã đến Petropavlovsk, nơi đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Thống đốc địa phương Gaev Numukhampetov nói với ông Tokayev rằng hơn 10.000 người trong khu vực đã được sơ tán vì thành phố vẫn đang chìm trong nước. Tại khu vực Tây Kazakhstan có sông Ura cắt ngang, chính quyền cho biết họ dự kiến đợt lũ sẽ tấn công tỉnh này vào ngày 20 tháng 4 và đang sơ tán trước một số khu định cư trên sông. Tại Nga cũng vào ngày 16 tháng 4, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho biết hơn 300 ngôi nhà và gần 700 khu dân cư ở khu vực Kugan, nằm dọc sông Topol, gần biên giới với Kazakhstan đã bị ngập. Các quan chức địa phương cho biết vào cuối ngày 15 tháng 4, tại thành phố Kugan, trung tâm hành chính của khu vực, điện bị cắt, hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Vadim Sumkov, thống đốc vùng Kugan, nói rằng ông dự đoán tình hình sẽ rất khó khăn khi mực nước ở Topol có thể dâng cao tới 11 mét hoặc có thể lên cao gần gấp đôi so với mực nước dâng cao ở một số nơi khác. Một số cư dân thuộc thành phố Isim, có khoảng 65.000 dân ở vùng Tuyumen ở phía tây nam Siberia, giáp Kazakhstan, vào sáng sớm ngày 16 tháng 4 đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp do mực nước sông Isim chảy qua thị trấn dâng cao nghiêm trọng. Tại vùng Ura ở phía nam nước Nga, phía tây nam Siberia và phía bắc Kazakhstan đang phải vật lộn với trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử trong vòng 7 thập niên sau khi tuyết tan nhanh chóng và mưa lớn. Đến cuối ngày 15 tháng 4, nước do tuyết tan chảy tràn vào các nhánh của hệ thống sông Obiotis, dài thứ 7 thế giới, đã buộc hơn 125.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Kính thưa quý vị, hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời giám đốc điều hành gã khổng lồ công nghệ Mỹ, ông Tim Cook cho biết, Apple có kế hoạch muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Trước đó vào ngày 15 tháng 4, Apple nói rằng họ muốn tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp ở quốc gia Đông Nam Á này. Truyền thông trong nước cho biết, trong cuộc gặp tại Hà Nội, ông Cook nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng của Apple. Việt Nam sẽ thành lập một nhóm làm việc để hỗ trợ đầu tư của Apple. Công ty Apple cho biết, trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai trên trang web của mình, hôm nay Apple tuyên bố sẽ tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp tại Việt Nam, cùng với những bước tiến mới trong sáng kiến hỗ trợ nước sạch cho các trường học địa phương. Tuyên bố cho biết thêm, chi tiêu của Apple đã đạt khoảng 400.000 tỷ đồng, tương đương 15,84 tỷ USD, và đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm. Ông Cook đến Hà Nội vào thứ Hai và ở tại Việt Nam 2 ngày. Apple sản xuất iPad, iPod và Apple Watch tại Việt Nam. Các nhà cung cấp MacBook cũng đang đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này.
Theo danh sách nhà cung cấp mới nhất, tính đến năm 2022, công ty Apple có 25 nhà cung cấp tại Việt Nam. Các nhà cung cấp bao gồm Foxconn, Cortex, Russia, Intel, Samsung Electronics và Compa. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Xin kính chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc, vui vẻ và sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.